anh em chạy dịch vụ ấy, đừng có bảo thủ, đừng cố chấp nữa. Chuyển xe điện mà chạy đi. Anh em cũng nên biết là đâu là cái xu thế của thời đại. Các công ty dịch vụ ấy, bây họ cũng đang chuyển sang xe điện hết rồi. Tại vì sao? Tại vì người dân họ cũng có cái lựa chọn của họ ấy. Cũng có nhiều cái sự chọn lọc. Bây giờ con xe điện nhá, không động, không tiếng nổ này, không mùi xăng này, không say xe này, thế thì tội gì mà khách hàng họ không đi xe điện, đúng không? Tại sao họ phải đi xe xăng cho say ra? Chính nhiều những ông bà già ấy, người ta vì say xe mà người ta không dám đi ô tô ấy. Đấy, cho nên là anh em biết nắm bắt cái thời cơ, cái thời điểm này là vào xe điện là hợp lý. Có câu là gì? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thế thì anh em cũng nên biết, bởi vì cái hiệu ứng xe điện bây giờ nó quá lớn rồi. Anh em có muốn gia tăng cái thu nhập thì nên chọn xe điện mà chạy. Đây tôi chạy một ngày ở Hà Nội đây 220 cây, một ngày bật điều hòa cả ngày luôn, ngồi trên xe mà chỉ hết 130.000 tiền điện. Nếu mà như mà các ông mà mua xe thì thêm gói thuê pin 1.800.000 một tháng, tính ra là mỗi ngày 60.000 cộng 130.000 là 190.000 một ngày. Thế các ông chạy xe xăng nó chạy hết đến 250-300 mà, đúng không? Chưa kể là còn phí bảo trì, bảo dưỡng, thay dầu, thay nhớt, động cơ. Đây có phải thay gì đâu, chẳng phải thay cái gì. Thế thì anh em thì nên chuyển sớm đi là vừa. Khách hàng họ sẽ ưu tiên là xe điện hơn, lại tiết kiệm, gia tăng thu nhập nha anh em nha. Tôi khuyên thật đấy.